chia sẻ với nhau là cách để gắn kết hôn nhân. Nhưng với vợ chồng Đình Thư, Thành Hương, đây lại là lý do khiến họ rạn nứt. Trước đây thì hai đứa nói nhiều lắm. Nói nhiều quá, chồng em đang mệt ấy, thì chồng em cáu. Gốc khuất giữa họ là gì? Liệu họ có vì nhau mà thay đổi? Thì em nói em phải quan sát đối phương có nghe hay không. Chồng em không có hiểu cái chuyện đó mà em cứ nói hoài. Người phụ nữ không còn cái gì mà dễ thương bằng sự dịu dàng mềm mại, ngọt ngào là thuyết phục. Đón xem Gốc khuất hôn nhân phát sóng vào lúc 20:25 ngày 17 tháng 7 trên kênh VTV9.